Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học tiếng Việt lớp 2 mới, sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 3, niềm vui của bi và bóng. Chúng mình cùng tham gia khởi động. Bức tranh dưới đây vẽ những gì? Đoán xem hai bạn nhỏ nói gì với nhau? Bức tranh vẽ cảnh hai bạn nhỏ đang ngắm cảnh cầu vồng sau cơn mưa. Hai bạn nhỏ nói chuyện với nhau về cầu vồng xuất hiện trên bầu trời. Và đây cũng chính là nội dung của bức tranh minh họa cho bài đọc Niềm vui của bi và bóng mà chúng mình sẽ học. Cô mời chúng mình đọc bài Niềm vui của bi và bóng. Sau cơn mưa vừa dứt, khi cơn mưa vừa dứt, hai anh em Bi và Bống chợt thấy cầu vồng. Cầu vồng kia, em nhìn xem, đẹp quá. Bi chỉ lên bầu trời và nói tiếp. Anh nghe nói, dưới chân cầu vồng có bảy hũ vàng đấy. Bống hưởng ứng, lát nữa mình sẽ đi lấy về. Đi lấy về nhé. Có vàng rồi, em sẽ mua nhiều búp bê và quần áo đẹp. Còn anh sẽ mua một con ngựa hồng và một cái ô tô. Bỗng nhiên, cầu vồng biến mất. Bi cười. Em ơi, anh đùa đấy. Ở đó không có vàng đâu. Bỗng vui vẻ. Thế ạ, nếu vậy, em sẽ lấy bút màu để vẽ tặng anh ngựa hồng và ô tô. Còn anh sẽ vẽ tặng em nhiều búp bê và quần áo đủ các màu sắc. Không có bảy hũ vàng dưới chân cầu vồng, hai anh em vẫn cười vui vẻ. Theo 108 chuyện mẹ kể con nghe. Chúng mình bấm dừng video để chúng mình luyện đọc. Đọc xong chúng mình bấm tiếp theo. Bây giờ chúng mình cùng nhau luyện đọc bài theo mẫu chữ viết. Chúng mình có thể kết hợp bấm dừng video để chúng mình luyện viết. Niềm vui của Bi và Bống. Khi cơn mưa vừa dứt, hai anh em Bi và Bống chợt thấy cầu vồng. Cầu vồng kia, em nhìn xem, đẹp quá. Bi chỉ lên bầu trời và nói tiếp. Anh nghe nói, dưới chân cầu vồng có bảy hũ vàng đấy. Bống hưởng ứng. Lát nữa, mình sẽ đi lấy về nhé. Có vàng rồi, em sẽ mua nhiều búp bê và quần áo đẹp. Còn anh sẽ mua một con ngựa hồng và một cái ô tô. Bỗng nhiên, cầu vồng biến mất. Bi cười. Em ơi, anh đùa đấy. Ở đó không có vàng đâu. Bống vui vẻ. Thế ạ, nếu vậy, em sẽ lấy bút màu để vẽ tặng anh ngựa hồng và ô tô. Còn anh sẽ vẽ tặng em nhiều búp bê và quần áo đủ các màu sắc. Không có bảy hũ vàng dưới chân cầu vồng, hai anh em vẫn cười vui vẻ. Theo 108 chuyện mẹ kể con nghe. Chúng mình luyện đọc từ khó, hũ, vàng, bỗng, nhiên, biến, mất. Chúng mình luyện đọc câu dài. Anh nghe nói dưới chân cầu vồng có bảy hũ vàng đấy. Còn anh sẽ mua một con ngựa hồng và một cái ô tô. Thế ạ, nếu vậy, em sẽ lấy bút màu để vẽ tặng anh ngựa hồng và ô tô. Còn anh sẽ vẽ tặng em nhiều búp bê và quần áo đủ các màu sắc. Chúng mình bấm dừng video để chúng mình luyện đọc. Đọc xong chúng mình lại bấm tiếp theo. Chúng mình giải nghĩa từ cầu vồng. Đây là hình ảnh cầu vồng.
Hũ có nghĩa là bình, sành sứ, thủy tinh, loại nhỏ, ở giữa phình ra, nhỏ dần về đáy, dùng để đựng. Đây là hình ảnh hũ. Bài Niềm vui của Bi và Bống được chia thành 3 đoạn. Đoạn 1 từ đầu cho đến quần áo đẹp. Đoạn 2 tiếp theo cho đến đủ các màu sắc. Đoạn 3 là phần còn lại. Chúng mình bấm dừng video, chúng mình luyện đọc từng đoạn. Đọc xong chúng mình bấm tiếp theo. Và tiếp theo chúng mình sẽ luyện đọc lại toàn bài. Chúng mình bấm dừng video để chúng mình đọc toàn bài. Đọc xong chúng mình lại bấm tiếp theo. Bây giờ cô mời chúng mình chuyển sang phần trả lời câu hỏi. Câu hỏi 1. Nếu có 7 hũ vàng, Bi và Bống sẽ làm gì? Chúng mình đọc nội dung của đoạn trên để chúng mình trả lời. Nếu có 7 hũ vàng thì Bống sẽ mua búp bê và quần áo đẹp. Còn Bi sẽ mua một con ngựa hồng và một cái ô tô. Câu 2. Không có 7 hũ vàng, hai anh em đã làm gì? Chúng mình đọc thầm đoạn trên để trả lời. Không có 7 hũ vàng thì Bống sẽ lấy bút màu để vẽ tặng anh ngựa hồng và ô tô. Bi sẽ vẽ tặng em búp bê và quần áo đủ các màu sắc. Câu hỏi 3. Tìm những câu nói cho thấy hai anh em rất quan tâm và yêu quý nhau. Câu vông kia, em nhìn xem, đẹp quá. Bi gọi Bống ra để cùng xem cầu vồng. Và khi cầu vồng biến mất, và em nói em sẽ lấy bút màu để vẽ tặng anh ngựa hồng và ô tô. Bống vẽ tặng anh những món quà mà anh thích. Còn anh thì vẽ tặng em búp bê và quần áo đủ màu sắc. Anh sẽ vẽ tặng cho em những món quà mà em thích. Qua đó chúng ta thấy được hai anh em rất quan tâm và yêu quý nhau. Bài Niềm vui của Bi và Bống. Nội dung của bài nói về tình cảm, yêu thương và gắn bó của hai anh em Bi và Bống. Chúng mình hãy học tập theo Bi và Bống. Chúng mình phải yêu thương, quan tâm, chia sẻ với anh em của chúng mình. Là anh yêu thương em, nhường nhịn em. Và là em thì phải biết vâng lời, yêu thương anh chị của mình. Các con nhớ chưa nào? Có như vậy thì gia đình mới đầm ấm, hạnh phúc, bố mẹ mới vui lòng. Bây giờ chúng mình chuyển sang phần luyện tập theo văn bản đọc. Bài 1. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Từ ngữ chỉ người, từ ngữ chỉ vật. Hũ vàng, bống, bi, anh, quần áo, ô tô, búp bê, em. Vậy, với những từ này thì từ nào là từ chỉ người và từ nào là từ chỉ vật? Từ chỉ người gồm có từ bống, bi, anh, em. Những từ còn lại là từ chỉ vật, đó là hũ vàng, quần áo, ô tô, búp bê, là những từ chỉ vật. Những từ chỉ người và những từ chỉ vật được gọi chung là từ chỉ sự vật. Bài 2. Tìm trong bài những câu cho thấy sự ngạc nhiên của Bi khi nhìn thấy cầu vồng. Câu Bi nói với Bống, cầu vồng kia, em nhìn xem, đẹp quá. Đây chính là câu thể hiện sự ngạc nhiên của Bi khi nhìn thấy cầu vồng đấy các con ạ. Bây giờ chúng mình chuyển sang phần viết.
chữ Hoa Á và chữ Hoa Ớ. Chúng mình quan sát chữ mẫu, chữ Hoa Á và chữ Hoa Ớ. Quy trình viết tương tự như chữ Hoa A, sau đó thêm dấu Á, viết nét cong dưới nhỏ trên đỉnh đầu chữ A. Hoặc viết dấu mũ, viết nét thẳng xiên ngắn trái, nối với nét thẳng xiên ngắn phải trên đầu chữ A, tạo thành chữ Ớ. Chữ Á viết hoa cao 5 ô ly. Viết nét móc ngược trái từ dưới lên, lượn sang bên phải. Chuyển hướng, viết tiếp nét móc ngược phải. Viết nét lượn ngang giữa thân chữ từ trái sang phải. Viết nét cong trên đỉnh đầu chữ A, ta được chữ Á viết hoa. Chữ Ớ viết hoa cao 5 ô ly. Nét 1 gần giống nét móc ngược trái, nhưng hơi lượn sang bên phải ở phía trên. Nét 2 nét móc ngược phải. Nét 3 nét lượn ngang. Sau đó viết nét xiên trái ngắn và nét xiên phải ngắn, tạo thành dấu mũ trên đầu chữ A, ta được chữ Ớ. Chữ Ớ viết hoa. Chữ Á viết hoa cao 2 ô ly rưỡi. Viết nét móc ngược trái từ dưới lên, lượn sang bên phải. Chuyển hướng bút, viết tiếp nét móc ngược phải. Giữa thân chữ, viết nét lượn ngang từ trái sang phải. Viết nét cong trên đầu chữ A, ta được chữ Á viết hoa. Chữ Ớ viết hoa cao 2 ô ly rưỡi. Nét 1 gần giống nét móc ngược trái, nhưng hơi lượn sang bên phải ở phía trên. Nét 2 nét móc ngược phải. Nét 3 nét lượn ngang. Viết nét xiên trái ngắn và nét xiên phải ngắn, tạo thành dấu mũ trên đỉnh đầu chữ A, ta được chữ Ớ. Chữ Ớ viết hoa. Câu ứng dụng: ăn quả nhớ người trồng cây. Đầu câu viết hoa, cuối câu viết dấu chấm. Bây giờ chúng mình thực hành viết vở. Trước khi viết, chúng mình lưu ý điều chỉnh lại tư thế ngồi viết cho đúng và điều chỉnh lại tay cầm bút cho đúng. Chữ Á viết hoa cao 5 ô ly. Chúng mình viết cho cô 2 dòng. Chữ Á viết hoa cao 2 ô ly rưỡi, chúng mình cũng luyện viết 2 dòng. Chúng mình bấm dừng video để chúng mình luyện viết. Và vở ô ly xong thì chúng mình lại bấm tiếp theo. Chữ Ớ viết hoa cao 5 ô ly. Chữ Ớ viết hoa cao 2 ly rưỡi, chúng mình viết 2 dòng. Cỡ 5 ô ly, 2 dòng cỡ 2 ly rưỡi, chữ Ớ viết hoa. Chúng mình viết vào vở, xong thì chúng mình lại bấm tiếp theo. Câu ứng dụng: ăn quả nhớ người trồng cây. Chúng mình viết 3 dòng chữ thẳng thanh đậm, 3 dòng chữ nghiêng thanh đậm.
Chúng mình bấm dừng video để viết, xong thì chúng mình lại bấm tiếp theo. Bây giờ chúng mình chuyển sang tiết nói và nghe. Chúng mình sẽ kể chuyện, câu chuyện niềm vui của Bi và Bống. Chúng mình sẽ kể nội dung từng tranh. Nội dung của từng tranh. Tranh 1, nội dung khi cầu vồng hiện ra, Bi nói với Bống rằng dưới chân cầu vồng có 7 hũ vàng. Tranh thứ 2, nội dung có 7 hũ vàng, Bống sẽ mua thật nhiều búp bê và quần áo đẹp, còn Bi sẽ mua ngựa hồng và ô tô. Nội dung của tranh 3, khi cầu vồng biến mất, Bống nói sẽ vẽ tặng Bi ngựa hồng và ô tô, còn Bi nói sẽ vẽ tặng Bống búp bê và quần áo đủ các màu sắc. Nội dung tranh 4, không có 7 hũ vàng, hai anh em vẫn cười vui vẻ. Bây giờ chúng mình sẽ kể theo tranh. Tranh 1, sau khi cơn mưa tan, hai anh em Bi và Bống đứng ngắm nhìn bầu trời. Chợt Bi reo lên, "À, cầu vồng kia, em nhìn xem, đẹp quá." Bống nhìn theo tay anh, "Cầu vồng sau cơn mưa thật đẹp." Bi nói tiếp, "Nghe nói dưới chân cầu vồng có 7 hũ vàng đấy em." Bống vui vẻ nói với anh, "Lát anh em mình cùng nhau đi về nhé. Có vàng rồi, em sẽ mua thật nhiều búp bê và quần áo đẹp." Bi xoa đầu em hưởng ứng, "Còn anh sẽ mua một con ngựa hồng và một cái ô tô." Cầu vồng chợt biến mất. Bi nhìn em cười nói, "Em ơi, anh đùa đấy, dưới chân cầu vồng không có hũ vàng đâu." Bống vui vẻ đáp, "Nếu vậy, em sẽ lấy bút màu để vẽ tặng anh ngựa hồng và ô tô." Bi tiếp lời, "Còn anh sẽ vẽ tặng em thật nhiều búp bê và quần áo đủ các màu." Không có hũ vàng dưới chân cầu vồng cũng không sao. Hai anh em Bi và Bống vẫn cười vui vẻ. Chúng mình chuyển sang phần vận dụng, kể cho người thân nghe câu chuyện niềm vui của Bi và Bống. Chúng mình nhớ lại câu chuyện để kể cho ông bà, bố mẹ, người thân của mình cùng nghe. Và chúng mình hãy học tập Bi và Bống. Chúng mình phải biết đoàn kết, yêu thương, quan tâm tới anh chị em của mình. Là anh chị thì phải yêu thương em, chia sẻ với em và cùng chơi với em. Và là em thì phải vâng lời anh chị, yêu thương, nghe lời anh chị. Có như vậy, anh em với yêu thương, hòa thuận, gia đình mới hạnh phúc và bố mẹ mới vui lòng. Chúng mình nhớ chưa nào? Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy bấm like và nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của cô Lan và để nhận được thêm nhiều video nữa của cô. Chúng mình có thể bấm vào danh sách phát ở trang YouTube cô Lan Hải Bối. Bấm YouTube cô Lan Hải Bối rồi chọn danh sách phát. Trong danh sách phát có rất nhiều bộ video. Chúng mình chọn bộ video muốn học để chúng mình xem. Hoặc chúng mình bấm tên bài học rồi bấm chữ cô Lan Hải Bối thì chúng mình sẽ tìm được ngay video của cô Lan để học. Xin chào và hẹn gặp lại.